Vâng, xin được mến kính chào toàn thể quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Test giới thiệu các sản phẩm audio hàng bãi được test và ship trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam cho các quý vị khách hàng. Và trong buổi tối ngày hôm nay, để trả lời cho cái câu hỏi của một số các bác khách hàng là có hỏi rằng cặp loa Bose 464 có thể hát karaoke được hay không? Thì hôm nay em đang có một cặp loa ở đây. Tình trạng của loa là do lỗi vận chuyển đã bị vỡ hết những cái lớp xi bên ngoài các bác nhé. Các bác nhìn nó đang có màu vàng vàng kìa. Là cái lớp xi bên ngoài của nó đã bị vỡ và em đã bóc nó hẳn nó ra rồi. Còn và một bên nó cũng bị lõm cái loa chép nữa. Nói chung là cặp loa này nếu như mà không bị lỗi thì nó cũng là một cặp loa đẹp xuất sắc đấy các bạn. Loa 464 này thì cái thông số của nó là cái trọng lượng nó khoảng 20kg trên một thân thùng. Và trên một thân thùng thì có tất cả là 4 loa các em, 4 loa, một loa bass 20 đánh úp ở trong bên trong lòng thùng và hai loa chung toàn giải. Đấy, hai loa chung này. Có đường kính là khoảng 11cm và một chép đôm ở đây 2,5cm. Đấy, loa thì là mỗi một thùng có một cái công suất là khoảng 100W và trở kháng là 6 ohm. Đấy, cặp loa này thì có thể đánh được chế độ BY các bác nhé, đánh được chế độ BY. Và đặc biệt thì dòng này chúng ta ghép vào những chiếc âm ni đờ lông thì nó sẽ cho một cái âm thanh rất là bay bổng và uy lực. Đấy, hiện tại thì em đang sử dụng một chiếc âm ni đờ lông S10 2 la mã các bác nhé. Và em này có trọng lượng tầm khoảng 29kg các bác nhé. Đấy. Dòng này thì nó sử dụng công nghệ đời mới, chạy sò MOSFET Ultra 2 Crest MOSFET và tất cả là có 16 sò. Đấy, cho chất âm cực kỳ hay và uy lực. Đấy. Nguồn thì nó sử dụng nguồn xuyến và chiếc âm mình rất là nặng các bác nhé. Nó khoảng 29kg. Và ngoài ra thì em đang sử dụng một bộ đầu thu, sử dụng đầu thu cũng như là mic thu của hãng BMB, mic hát karaoke của hãng BMB đâu nhé. Đấy, có cái modem là VKT5000. Thì đây chính là cái đầu thu của chúng ta, hàng sản xuất made in Japan. Đấy. Và đây là tay mic và đế sạc tay mic đây các bác nhé. Tay mic của modem là VKM600. Và đây là cái đế sạc của nó này. Cái đế sạc của nó thì hiện tại em đang không cắm điện nên là cái đèn sạc ở đây nó sẽ không sáng. Khi mình cắm điện vào thì cái đèn sạc ở đây nó sẽ đỏ lên, nó báo là đang sạc mic. Đó. Và như chiếc âm ni này thì có giá thì về đến Việt Nam là khoảng 26 triệu các bác nhá. Giá ship đường hàng không. Giá ship đường hàng không và không bao gồm phí ship ở tại nội địa Việt Nam. Còn bộ mic không dây này thì có giá là 6.500.000. Cũng ship đi đường hàng không và không bao gồm giá phí ship ở tại nội địa Việt Nam các bác nhé. Còn ví dụ như cặp loa Bose 464 như này, tình trạng mà hàng đẹp xuất sắc thì nó sẽ có giá khoảng trên 30 triệu. Trên 30 triệu và đi là sẽ ship đi đường biển các bác nhé. Còn nếu mà đi đường hàng không thì nó sẽ khoảng hơn 40 triệu. Còn giá cụ thể bao nhiêu thì các bác hãy vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại trên tấm biển đỏ kia. Đấy. Cặp loa này thì rất là đáng tiếc khi mà nó về đến đây thì nó bị vỡ như thế này. Đấy. Lỗi vận chuyển nó họ có thể là họ đánh rơi vỡ hay là họ va vấp vào đầu đó, nó nằm chóc hết cái lớp xi này ra. Thì em đã gửi khiếu lại lên bên vận chuyển cũng như là bên bán hàng cho mình. Thì họ đã đồng ý lấy lại sản phẩm rồi. Đấy, ngày mai thì họ sẽ có người qua lấy cái cặp loa này đi. Rất là đáng tiếc, nếu như mà nó không bị rơi vỡ thì có lẽ là chúng ta sẽ đã có một cái siêu phẩm ở đây để có thể gửi được về đến tay các vị khách hàng yêu thích cái cặp dòng loa này các bạn nhé. Đó. Và bây giờ sẽ không nói nhiều nữa, em sẽ test thử một đoạn karaoke để cho chúng ta cùng trải nghiệm và lắng nghe xem. Đấy. Với cái dòng loa này, ngoài cái khả năng chơi nhạc cực kỳ hay ra, cực kỳ tốt ra, thì nó có thể chơi được karaoke hay không đâu nha. Bây giờ em sẽ cố định máy quay lại và chúng ta cùng nhau đi test nhạc.
lạy Chúa con là linh trần ngoài biên. Vì xa thành phố xa quá lên quê, đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh muôn màu, con đường hòa châu soi tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, chồng con vì nước lên đã ra đi, hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, con đời tàn đông mới tìm về. Theo em thì cặp loa này hoàn toàn chúng ta có thể
vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được các bạn nhé. Đấy, nó nghe trò chất âm rất là hay. Và đến đây thì em cũng xin được kết thúc video clip của mình. Và mọi chi tiết các bác có nhu cầu mua sắm, order hay là đấu giá các sản phẩm video hàng bãi được ship trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam thì bác hãy liên hệ với em theo cái số điện thoại ở tại trên cái tấm biển này. Đặc biệt thì ưu tiên các bác hãy liên hệ với em trên bằng cái số ở tại bên Nhật kia. Cái số của cái mã là cộng 81 này, 703893470 này. Và em xin được dừng kết thúc của tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.